Hello cả nhà, em lên một con Casio Wave Scepter dạ quang cực đỉnh nha cả nhà, rất là sáng luôn ha, và có đèn chạy hai máy nha, có lịch vạn niên giờ thế giới, có đánh dấu thời gian luôn, full chức năng báo thức ha, hàng còn rất là đẹp luôn nha cả nhà, đẹp zin nha, zin nguyên con còn rất là đẹp luôn. À, có cái hộp của nó luôn nha, full box size 43,5 nha cả nhà, cực kỳ đẹp luôn, giá cũng rất là rẻ luôn nha, có 550 ngàn thôi nha, em bao ship với cả nhà mình nha. Dạ quang tới giờ vẫn còn sáng nha cả nhà, rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn. Với em có một con Casio Edifi có đèn nha, đèn cực kỳ đẹp luôn, rất là sáng, chạy hai máy luôn ha, giờ thế giới, báo thức, giờ đếm ngược, giờ thể thao, cassette này kết nối chỉnh giờ ha, hàng cũng rất là đẹp luôn nha, full box luôn nha cả nhà, còn rất là đẹp luôn. Con này thì size đo ngang là 38 năm, cực kỳ đẹp ha, đây cái hộp của nó cũng đồng giá nha cả nhà, hai con này đều 550 nha, bao ship cả nhà mình luôn, hàng quá trời đẹp luôn, em mời cả nhà mình nha.